sửa là sửa nhà riêng hay là sửa nhà hàng? Nhà riêng của anh. Nhà riêng ở chỗ Lê Duẩn á? Góc lần nữa nào, chia tay Tú một mùa nào. Phải đến muộn. Báo cáo các bác là vợ em Tú tính mẹ. Một mùa. Lúc nào cũng vui vẻ nhỉ. Mình sống vô tư nhưng mà kể cả mặt buồn nhưng mà sống vẫn vô tư. Nghe rất quen tự dưng đêm chữ quạt nữa thì nghe có vẻ như là bị từ bé thôi. Gãy thì làm sao mà có sẹo được? Có sẹo. Ông đấy là bị tai nạn nó khác. Thì lớp 7 là mình có thằng nào ở Nam Bộ? Đây. Lớp 7 á? Đây. Đầy Nam Bộ. Mọi người điểm đi em tứ rồi thằng Bách à thằng thằng Thành Vinh này, thằng Chuyện này. Thằng Chuyện thằng này với thằng Cá Biệt đúng không? Cá Biệt. Còn bạn Bách thì giờ ở đâu ở bạn nào? Bạn Bách thì bạn ở bên 20 cửa Nam. Cửa Nam à? Anh ở bên 20. Cha mẹ cô dâu chú rể đi chào từ ba Bách. Mình nhìn cái bà chị dâu. Đây chờ nó là. Đây một chút. Đấy là nó lẻ chút quét tay. Hỏi đấy. Cô giáo á. Cảm ơn đang hỏi bác vẻ. Bác ơi. Hỏi cho bà đầu ấy hỏi. Đầu ấy hỏi đánh đấu chút. Nàng nghề đấy. Bảo bảo nó lẻ tôi ở trong đấy đó.
ngày xưa bác có kéo cái điệp với cả cái Nga Phan ra tiếp hồi bác ở lớp đánh nhau là cái bảo phượng mà anh em đi về ấy. Chính là bác ở lớp bị mình tát một lần. Ở đâu nó mới nghịch quá, mình nhắc nó mấy lần không được nên là mình quay lại mình tát cho cậu phát. Mình thì mình học với cả con Điệp mà mấy hàng đâu lành mà cùng hội đấy mà là con Điệp đi. Điệp đi con Châu con Phương. Đang ngồi điều hòa sao? Không, mình hỏi cái nó bảo có học cùng bọn đấy cấp 3 à cấp 2. Cả em với bác học cùng nhau mà bác xem nhớ bọn em có vấn đề rồi. Vấn đề tôi nói cho bạn nghe, ví dụ nhá, nó bác